cháu thấy sao rồi hả? Dạ cháu không sao. Khi nào thì có lịch mổ vậy bác sĩ? À, chuyện đó hả? Chắc phải giờ lại thôi. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tại vì ông chủ tịch Cường á, ông cương quyết không chịu mổ ghép thận. Anh à, ăn chút cháo đi anh. Anh. Phi. Thưa cô, cháu muốn nói chuyện với ông chủ tịch một lúc hả? Ta không có gì để nói với con đâu. Con hãy về thu xếp đồ đạc rồi xuất viện ngay đi. Chú có biết lúc nhỏ người cháu ganh tị nhất là ai không? Đó là Phương. Lúc nhỏ mỗi lần nhìn thấy Phương, cháu lại thầm ao ước, giá như mình cũng có được một người cha như cha của Phương thì tốt biết mấy. Đó là lần đầu tiên trong đời cháu mới biết lại có một người cha tình cảm và tuyệt vời như vậy. Chú sẽ mổ nha chú. Chú hãy lấy thận của cháu để khỏe mạnh lại, rồi hãy đối xử tình cảm và dịu dàng với cháu như đã từng đối xử với Phương vậy. Được có một người cha tình cảm và tuyệt vời như chú, đó là mơ ước, mơ ước của cháu từ thời bé. Chú phải khỏe mạnh lại để giúp cháu thực hiện được ước mơ đó nha chú. Chú nhất định phải mổ phải không? Ta xin lỗi. Ta thật xin lỗi con. Đã bắt con làm toàn những điều không phải. Hãy tha lỗi cho ta. Thiệt hả anh? Có đúng là chị Vi hiến thận cho ba hả? Ủa, mà tại sao anh với Phương đều không có thận thích hợp để hiến cho ba mà chị Vi lại có? Vì chị Vi là con của ba mà. Ờ ha, em quên. Nghe nói như vậy nhưng mà em cứ nghĩ là có khi nào không phải. Mà phải công nhận là chị Vi quyết tâm thiệt á. Đâu phải dễ dàng mà quyết định như vậy được đâu. Không biết mẹ nhìn con mẹ sẽ nói gì hả mẹ? Chắc mẹ sẽ khen con là con làm đúng phải không mẹ? Con làm đúng phải không mẹ? Con nói sao? Con Vi nó lấy thận ra ghép cho anh xui hả? Con nói thiệt mà. Bộ mẹ không tin con hả? Vậy là con nhỏ này nó mềm lòng nữa rồi. Người ta có làm cái gì cho nó đâu mà nó lấy cả thận ra cho người ta vậy? Bà nói dầu gì cũng máu mủ ruột ra của người ta chứ. Lúc đầu á, con cũng không hiểu tại sao chị Vi lại làm như vậy. Nhưng mà bây giờ thì con nghĩ dù có oán giận hay là căm ghét đến cỡ nào đi chăng nữa, rốt cuộc ba cũng vẫn là ba mà.
Mẹ phải vô bệnh viện liền mới được, phải gặp một công viên một chút mới được con. Mẹ, mẹ có đi cũng không gặp được đâu. Giờ này chắc là chị Vi đang ở trong phòng mổ rồi. Con cũng muốn đi mà anh Khanh không cho nên đi không được nè. Trời ơi, con nhỏ khờ khạo. Con ơi là con mà. Bác sĩ, cho tôi nói với cô ấy một chút. Anh đang lo, lỡ em vào phòng mổ rồi thì không biết phải làm sao. Nhưng hên quá. Anh vô đây làm gì? Em đã nói khi nào em mổ xong rồi anh hắn vô mà. Để đưa cho em cái này. Anh đã rất muốn đeo nhẫn này cho em. Anh yên tâm, em không có đi chết đâu mà. Anh biết, nhưng anh vẫn muốn đeo nhẫn cho em trước khi em vào phòng mổ mà. Kiểu nhẫn này cũng đẹp quá, anh đúng là có mắt chọn đó. Em nhất định phải khỏe mạnh trở ra đó. Sản phụ ấy như thế nào hả chị? Cô ấy ra sao? Sản phụ ấy sốt huyết ra nhiều quá. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cô ấy đã qua đời mới hồi nãy. Cháu, sao lại thế này? Kìa cháu. Con mệt lắm phải không? Dạ không có đâu bà chủ. Hôm nay con làm như vậy là đủ rồi. Những việc còn lại để ngày mai làm tiếp ha. Vậy con vẫn tiếp tục làm ở đây phải không bà? Con cảm ơn bà chủ. Từ giờ trở đi con sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Ngày mai là ngày khai giảng của con. Con đứng trễ một chút có được không bà? Ừ, không sao đâu.
con cứ học xong rồi con tới. À, từ nay trở đi con cứ gọi cô bằng cô cho nó thân thiện nha. Dạ. Thưa cô, con về. Thưa chú. Thưa cô chú, con về. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Nhưng sao con bé đó lại tới đây vậy? Nó là con gái của người giúp việc nhà mình đó. Mẹ nó bệnh nên nó tới làm thay. Mẹ nó bệnh nhưng nó là con nít, làm được việc gì chứ? Trời, mày điên hả mày? Hả? Mày có điên không? Ông làm cái gì vậy? Ông ngừng là ông giết con rồi sao? Thôi. Ông ngừng tới rồi. Chưa hay sao? Biển có đẹp không? Chú. Sao? Chú mệt lắm hả? Không đâu, chú chỉ định nói với con điều này vì nè, sau này lớn lên con phải vừa xinh đẹp vừa thông minh đó. Sao con cười? Dạ không có, con thấy chú nói như vậy con rất thích. Cô trả lời thiệt với con đi. Cô trả lời thiệt lòng với con đi con. Ừ, cô sẽ trả lời đúng sự thật bất kỳ điều gì. Ba ruột của con tên Nguyễn Văn Cường đúng không cô? Cô không cần phải giấu con đâu. Con đã đọc nhật ký của mẹ con. Nguyễn Văn Cường phải không? Ừ, đúng rồi. Mẹ con và người đó làm sao quen được với nhau vậy? Mẹ của con, ba của con và cả cô nữa cùng học chung với nhau tại trường này. Chuyện ông ta vì người phụ nữ khác đã bỏ rơi mẹ con của con có đúng không? Chuyện đó cô không cần phải giấu con đâu. Con chỉ muốn cô nói đúng hay không thôi mà. Vậy thì con chỉ muốn hỏi cô một câu nữa thôi. Có phải người tên Cường đó có phải bây giờ ông ta đã giữ chức chủ tịch tập đoàn Sky đúng không cô? Tại sao con lại hỏi chuyện đó? Đúng thiệt, có đúng thiệt là ông ta đã bỏ rơi mẹ con của con không? Thì à, ba của con lúc đó. Cô đừng gọi ông ta là ba. Ông ta không xứng đáng. Không phải. Không thể. Vì ông là người có thể làm tất cả chỉ vì sự thành công của mình, ngay cả việc từ bỏ người vợ đang mang trong bụng đứa con của ông. Cô vừa nói cái gì? Tôi không hiểu là cô đang nói chuyện gì. Sự ngụy tạo giả nhân giả nghĩa của ông,
Cho dù người đời không ai biết, nhưng tôi và người mẹ đã mất của tôi thì biết rất rõ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người bỏ rơi mẹ tôi và tôi đâu. Ba ơi mẹ ơi cái gì vậy? Anh cái gì mà con chạy hết hơi vậy? Cậu đừng có chuyện gì chạy quá trời quá đất vậy. Hiền có thai rồi. Vậy thì tốt quá chứ còn gì nữa. Sao Hèn chi hạnh phúc quá chạy quá trời quá đất lại đây à? Dạ đương nhiên rồi ạ. Con muốn chạy thật nhanh về đây để báo tin này đầu tiên cho ba mẹ mà. Ê, hạnh phúc vậy nè, cậu phải mời tôi uống rượu nha. Nó uống một ly để mừng thôi chứ đâu phải uống nhiều đâu. Dạ không được à, chuyện vui thế này, ngay tối nay con sẽ mời ba một chầu ra trò luôn á. Thấy chưa, tôi khoái là cái cậu này, cái tính rộng rãi, đi. Ồ, quên, tối lần hả, tối. Không được, ba cái việc này cứ để anh làm, em ngồi nghỉ đi. Bác sĩ dặn rồi không nghe hả? Thời gian đầu mang thai rất quan trọng hả? Em không sao mà. Cứ ngồi nghỉ đi mà. Ngồi xuống đi. Vợ nghe lời chồng một lần nào. Ngồi xuống đây. Cha, nâng niu vợ chẳng khác mà hoàng ha. Dĩ nhiên rồi chị. Vợ em bây giờ có bầu còn hơn bà hoàng nữa chứ, phải nâng niu thôi. Có con sướng dữ vậy sao? Em nghe ta nói hả? Số không con sướng hơn nhiều. Trời ơi, em chưa nghe bao giờ hết. Nhưng mà đối với vợ chồng em ấy, càng nhiều con càng vui. Hiền, hay là vợ chồng mình ấy đẻ một lúc 11 đứa cho đủ đồ banh luôn hả? Nè, anh nói gì đó? Anh Bảo vẫn nhất định anh Tùng là người làm trầy xe của anh hả? Tôi không có thích nói hai lời. Nói riết á, mình thành người nhiều chuyện. Nhưng mà dù sao chuyện cũng qua đến 6 tháng rồi. Hàng xóm với nhau thôi mà, ngày nào cũng căng thẳng vậy chịu sao nổi. Đừng có nói là 6 tháng. 6 năm á, tôi cũng tìm cách tìm ra bằng chứng, lấy lại tiền sửa xe của tôi cho cô coi. Anh Bảo kiên trì dữ ha. Giá gì mà sửa xe anh cũng kiên trì vậy, chắc giờ đành thợ nổi tiếng rồi. Chị Oanh. Chị rảnh không? Ra quạt nồi nước lèo kìa. Xin lỗi anh Bảo nha, tiệm em xài bếp ga. Rảnh ghê á, quạt cho trái nhà người ta. Nó có, em đâu dám làm trái nhà anh Bảo. Em chỉ đổ dầu vô lửa nha anh Bảo thôi mà. Vậy hoài mệt mỏi quá, sao tôi sống nổi. Vậy là ông chịu trả tiền sửa xe cho tôi đúng không? Nếu tôi trả hết tiền cho anh á thì thiệt thòi cho tôi quá. Hay tôi thấy như vậy nè, bây giờ tôi dẫn anh đi nhậu bằng cái số tiền anh sửa xe. Không được thì thôi. Ừ, nếu không thích thì thôi. Khoan đã, nhưng mà nếu nhậu bằng cái số tiền sửa xe á thì phải kiếm nhà hàng nào xịn xịn mới được ạ. Chuyện nhỏ, ông uống nhà hàng xịn cũng được nữa. Mà tôi nói trước, tôi uống nhiều lắm nha, ông liệu chuẩn bị tiền đi. Được thôi, ông uống thoải mái, muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng mà xong vụ này là tôi với ông về đó nghe. Thì để coi ông trả cái độ nhậu này sao đó.
Trời, sao hai người này đơn giản dữ vậy ta? Vậy? Ơ, đâu có. Tôi nói hai anh dễ thương, dễ thông cảm cho nhau. Dạ xin chào quý khách ạ. Đây có phải tiệm may mà các văn nghệ sĩ thường tới may đồ không hả chị? Dạ phải ạ. Ôi, cô có phải là diễn viên Khánh Lê không ạ? Hân hạnh cho tôi quá, tôi là fan hâm mộ của cô đây. Dạ, cái tiệm này nhỏ và dơ hơn là tôi nghĩ. Chị đã từng xem tôi trên tivi và cũng biết phong cách ăn mặc của tôi. Chị hôm nay cho tôi những bộ đồ đơn giản và hợp thời trang nhất. Làm sao bây giờ để ta? Dạo này tôi bận rộn quá. Để tôi coi lại lịch làm việc của mình nha chị. Chị không biết tôi là ai sao? Tôi là Khánh Lê. Khánh Lê là tôi đây. Dạ tôi biết chứ. Nhưng mà tôi cũng là Shanali. Shanali đây. Nhà thiết kế tài ba nổi tiếng đây. Tôi xin được chân thành cảm ơn đông đảo người tiêu dùng đã ủng hộ cho hương vị phở mà bà nội của tôi đã tạo ra. Tôi cũng muốn xin được cảm ơn đến quý vị đã giúp đỡ cho sản phẩm phở của chúng tôi được yêu thích trong thời gian qua. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ ở trên trời bà nội của tôi cũng rất muốn được nói một lời cảm ơn đến quý vị. Vậy xin phép cho tôi được nói lời cảm ơn đến quý vị thay cho bà của tôi. Cảm ơn. Mọi người đã thử được nhiều món ngon chưa? Rồi. Giám đốc chuẩn bị nhiều thứ quá, làm Hà ăn muốn chết luôn nè. À, hình như là ngày mai Vi về nước phải không? Chắc là không có điều gì vui hơn phải không giám đốc? Dạ đúng ạ. Vi đi đúng 6 tháng mới về phải không anh? Ừ, thời gian đào tạo kỹ thuật mới ở công ty thực phẩm CJ là đúng 6 tháng mà. Nhìn lại, thấy nhỏ Vi này giỏi thiệt. Vừa mới mổ xong, đã tự đề nghị đi học kỹ thuật rồi. Nói là đi liền à. Vi coi vậy, chứ có nhiều điểm ghê lắm đó nha. Đang thương, thương quá à. Chữa nha con ơi. Anh ơi, có sữa chưa? Xong rồi. Đây. Có sữa rồi đây. Nè, Duy Anh của ba đói bụng chưa nè? Ừ, còn Duy Thanh cũng đói bụng rồi phải không nào? Bây giờ ba cho Duy Thanh uống sữa nha. Uống sữa nè. Duy Anh của ba giỏi quá. Bây giờ em mà biết ai muốn sinh đôi em cản liền á. Cực quá à. Không biết hồi trước mẹ nuôi anh với Phương có cực vậy không ha? Anh cũng đang nghĩ như vậy đó. Chắc là hồi xưa mẹ lo tụi anh chắc cũng cực giống như vậy nè. Ừ. Sao giờ này cái cô người làm chưa tới nữa ta? Một lát nữa anh phải lên nhà hàng nữa mà. Ừ. Ôi thương. Ừ. Chắc là cô đến rồi đó. Xin chào giám đốc ạ. Thưa giám đốc, có khách đang chờ ạ. Khách hả? Coi bộ hôm nay có chuyện gì vui hả? Hôm nay Phương được bổ nhiệm làm giám đốc đó. Chà, chuyện này thì đáng ăn mừng rồi. Tất cả là nhờ chồng em làm tiền Phương vững chắc thôi mà. Trời, sao hôm nay khiêm tốn
chẳng giống cô Ngọc Phương chút xíu nào vậy ta. Phải đó, bởi vì em giỏi nên em được làm giám đốc, được chưa? Nè, sinh nhật của ba tất cả đều đi được chứ? Đương nhiên là phải được rồi. Không có thời gian thì mình cũng phải tạo cho có để mà đi chứ. Thấy ba với mẹ được trở lại như ngày xưa thiệt là may mắn đó. Tất cả mọi việc này đều là nhờ Vi hết. Chúc mừng em đã về nước. Cảm ơn anh. Em muốn về thành phố Hồ Chí Minh quá à. Vì nhớ anh hả? Không phải đâu, tại vì em thèm ăn phở của chú Hoàng nấu đó. Cái này là quá đáng thiệt đó nha. Chẳng phải hai đứa mình đã đính hôn rồi sao? Anh, bây giờ mình đi về văn phòng hả? Em phải báo cáo kết quả học tập chứ. Bây giờ việc báo cáo kết quả học tập đâu có gì là gấp đâu. Vậy chứ chuyện gì mới gấp? Đối với anh, bây giờ chuyện này là gấp nhất. Ở bên Hàn Quốc á, lạnh lắm phải không Vi? Dạ cũng bình thường thôi, em chịu được mà chị. Ừ, đồ ăn bên đó chắc là khó ăn lắm, cho nên cũng cực lắm phải không? Em không phải là người kén ăn, cho nên ăn đồ Hàn Quốc là hạp liền à. Không biết là có phải là Vi từ bên Hàn Quốc về hay không, nhưng mà thấy là cũng khác lắm đó nha. Ôi trời ơi, Vi mới đi có 6 tháng thôi mà. Ủa vậy hả? Con thấy sức khỏe con sao? Dạ, con khỏe lắm. Đừng có chủ quan với sức khỏe mình như vậy. Đang lúc khỏe mạnh lại cần phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ lại con mới mổ kia mà. Dạ. Bà thì đang vui tự khóc với trời. Một quả thận lành lặn mang ra khỏi người mình mà còn được sức khỏe như vậy là phải cảm ơn trời Phật lắm nghe con. Mẹ, nghe nói hôm nay Vi về nên Phương điện thoại. Vi về khỏe không? Cảm ơn Phương, Vi khỏe. Ngày mai nếu Vi có thời gian, Phương muốn gặp Vi một lần có được không? Ừ. Sao mỗi xong Vi bỏ đi như vậy trốn vậy? Làm gia đình Phương ai cũng bất ngờ hết. Mà còn mọi người vẫn chưa nói lời cảm ơn với Vi mà. Tại vì Vi có dịp phải đi học gấp, cũng không có cách nào khác. Có phải là Vi thấy khó chịu khi nhìn thấy gia đình Phương đúng không? Vi không nói là không được. Nhưng mà Vi làm chuyện này không phải để mọi người cảm ơn, cho nên mọi người đừng nói lời cảm ơn nhiều như vậy, Vi cảm thấy bất tiện lắm. Vậy thì Phương sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Vi khỏe không? Vi khỏe. Ba cũng khỏe rồi. Vi biết không, ba thích biển lắm. Thích chỗ mà ba đã từng ở. Bây giờ cả nhà về đó ở rồi. Mà mẹ cũng về luôn rồi. Vậy thì tốt quá. Vi nè, cuối tuần là sinh nhật của ba rồi đó. Cả nhà định đi thăm rồi làm tiệc với ba luôn. Vậy hả? Ừ. Vi đi cùng với tụi này nha. Nếu mà có Vi á là ba vui lắm đó.
để Vi suy nghĩ đã. Bây giờ Vi phải có việc, Vi đi nha. Còn nữa, Phương vẫn chưa quen xưng hô cách chị em. Vi hiểu mà. Nhưng mà không sao, Phương sẽ cố gắng gọi Vi là chị nha. Với lại nếu như mà Vi đến giờ sinh nhật của ba thì ba vui lắm đó, cả nhà ai cũng mong hết nha. Chắc là anh mệt rồi đó, vô nhà nghỉ chút đi anh. Anh làm được mà, để em tưới một chút nữa cho xong đã. Anh à, mà giờ này chắc là tụi nhỏ cũng sắp về rồi đó. Ba mẹ ơi, anh vừa mới nhắc tụi nó về rồi kìa. Mẹ về rồi, mình vô nhà đi tụi con. Dạ. Về được tới đây chắc là cực lắm không, mệt dạ. Nữa ha. Dạ đâu có cực mệt gì đâu ba. Ba mẹ đang làm gì vậy? Ba mẹ đang chăm sóc khu vườn. Chắc là cực lắm rồi. Con cực khổ gì đâu, ở nông thôn thì lấy đó làm vui. Ô, hai đứa cháu của ông đây à. Ô, đưa đưa ông ảnh nào. Thôi mình vô nhà các con. Dạ. Đi vô nhà với bà nha. Ngày cưới của tụi mình. Vi. Vi. Dạ. Em đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy? Dạ đâu có gì đâu anh. Sao lại không có? Nhìn nét mặt của em là anh Vi hiểu hết. Có chuyện gì phải không? Nói anh nghe coi. Thực ra hôm nay là sinh nhật của ông Cường, em cũng được mời đến dự. Nhưng sao thấy không thể quyết định đi liền được. Em nói vậy là sao? Đương nhiên là em phải có mặt ở những dịp như vậy rồi. Em cũng không biết nữa. Không biết là mình có đủ tư cách để xuất hiện ở những nơi như vậy hay không. Em đứng dậy đi. Anh đã nói là em đứng dậy lẹ lên đi. Gia đình mình đông đủ như vậy thật là vui quá. Lúc ba mẹ mới chuyển về đây con rất là lo, nhưng mà bây giờ thấy mẹ vậy cũng rất là vui và yên tâm nữa. Tất cả là nhờ các con. Ba thật lòng cảm ơn các con vì đã lo lắng, tiếp thêm sức mạnh cho một người cha không ra gì như ba vậy. Tụi con càng phải cảm ơn ba vì ba đã vượt qua khó khăn và khỏe mạnh như thế này. Vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chuyện này đi. Nhật 3 năm tới, cô Phương cũng phải ẵm em bé tới chứ hả? Chắc chắn là như vậy rồi. Em cũng không biết mình có nên đến đó hay không nữa. Em đừng có suy nghĩ khó khăn làm cái gì. Bây giờ em cứ nghĩ đơn giản là mình tới đó để ăn bánh sinh nhật là được rồi. Từ giờ em đừng che giấu lòng mình nữa. Với lại em đầy đủ tư cách để tham dự những dịp như vậy. Đi. Chúc mừng sinh nhật ba. Con chúc ba sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật ba. Con chúc mừng ba. Chúc mừng sinh nhật anh. Bà cảm ơn các con. Cảm ơn mình.
Thực ra vắng mặt một người con rất là tiếc, nhưng mà dù sao con cũng chúc mừng ba khỏe mạnh trở lại. Người vắng mặt bây giờ đã tới rồi nè. Chị Vi tới đúng giờ quá. Ba đang tính hỏi nến. Chị Vi tới rồi, cả nhà mình hát bài chúc mừng sinh nhật đi. Từ đó đến giờ câu nói này của Phương là hay nhất đó. Vi, con lại đây. Đi chị. Con chúc mừng sinh nhật chú. Nào, bây giờ chúng ta cùng hát bài mừng sinh nhật cho ba nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sao con dậy sớm vậy? Tiếng sóng biển làm con thức giấc, không tài nào ngủ lại được. Ta không biết dùng lời lẽ nào để thể hiện lòng cảm ơn và sự hối lỗi của ta đối với con. Mọi chuyện đã qua hết rồi, chú đừng nói lời xin lỗi và cảm ơn nữa. Chỉ cần thấy chú sống lâu và khỏe mạnh là con vui lắm. Nghe tin con đi Hàn Quốc, ta đã thực sự tuyệt vọng. Ta đã quyết tâm yêu thương con giống như yêu thương con Phương vậy. Nghe tin con đi xa, ta thấy như mình hụt hẫng và đau xót. Cả con cũng cần có thời gian để suy xét lại. Nếu như ở lại, chắc gì con tìm được sự bình an trong tâm hồn. Thời gian đi học ở Hàn Quốc là khoảng thời gian con kịp nhìn lại chính mình. Bây giờ thì con thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã quay về. Cảm ơn vì con đã đến tận đây với ta. Con cảm ơn chú vì chú đã cho con thấy sự khỏe mạnh của chính mình. Chú phải sống khỏe và sống thật lâu với con nghe. Ba. Con vừa mới nói cái gì? Ba ơi, thời gian con đi học ở Hàn Quốc, dù không liên lạc được với ba, nhưng lúc nào con cũng cầu nguyện và lo lắng cho ba. Ba phải sống khỏe và sống lâu với con nha ba. Cảm ơn con. Bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay, và cho tôi bao nhớ thương thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau. Chưa hay sao, biển có đẹp không chú? Sao chú mệt lắm hả? Không đâu, chú chỉ định nói với con điều này vì nè, sau này lớn lên có phải vừa xinh đẹp vừa thông minh đó. Sao con cười? Dạ không có, con thấy chú nói như vậy con rất thích.